Ờ, chào mọi người nhá. Hôm nay là trời mưa mù là anh em mình không lên rừng. Là hôm nay là mình xuống núi là anh em mình muốn đưa vào đến là đường mưa cái món ăn này. Món ăn này là của bạn Huỳnh, rất chi nổi tiếng. Mà trong này có một món ăn là rất chi đặc biệt, mình ăn là hôm bữa mình cảm thấy là rất chi là gây cảm giác là lưu luyến, kiểu như nhớ nghĩa cũ ấy. Hôm nay mình sẽ chính mọi người đến đấy. Là món ăn trứng vịt độ nướng. Là xin cảm ơn mọi người vào. Hôm nay là anh mình sẽ review cho các bạn cái món này. Thế bây giờ là mình muốn hỏi ông chủ riêng, tức là bí quyết đây là trứng vịt lộn là mình luộc rồi đúng không? Đúng rồi, mình luộc qua rồi đấy. À, trước khi là mình làm thì món chế biến cái món trứng vịt lộn nướng là mình luộc qua rồi, tức là luộc chín rồi đúng không? À đúng rồi. À, sau bắt đầu mình mới đập ra bát. À, thì còn gia vị thì trứng vịt lộn này còn những cái gì nhỉ, nhỉ ông chủ nhỉ? Gia vị thì nước sốt mình đã pha riêng rồi. À, nước sốt tức là nước sốt này, nước sốt là bí quyết riêng đúng không? Bí quyết riêng rồi. À, cái này thì đúng rồi, cái này thì mọi người thông cảm là gọi là bí quyết riêng là gia truyền rồi, còn khả năng không lấy được. Nhưng mà thường bây giờ đây là ấy ạ. Đây là sốt riêng ấy. À, nước sốt riêng. Trong khẩu phần riêng là khả năng là trứng vịt lộn có rau răm đúng không? Ừ. Có gừng không ông chủ? Có gừng, có lạc, có hành khô. Nếu mà như này mỗi một lần mà mình nướng này thì nướng ở trong vòng bao lâu để chín ông chủ? Tầm 4-5 phút thôi. À, 5 phút rồi, ok ạ. Còn điện cơ sở của mình đây là chợ Chu nhỉ? Có trung tâm điện chợ Chu thì cách đây 100m rồi đúng không? Đúng rồi. À, đây là chợ Chu Định Hóa. Đấy, còn anh chị em mọi người mà muốn thưởng thức cái món mà trứng vịt lộn nướng này, anh chị em có thể ghé qua một thời gian ghé qua chợ Chu. Chợ Chu đây là cơ sở bạn mình rất là to đấy. Cả mọi người từ học sinh này, với mọi người xem là học sinh này, những người lớn này, từ những người mà khó tính nhất là nếu anh em mình thưởng thức cái món này mình cảm thấy rất là ngon. Nghe nói là cái món trứng vịt lộn này là thường anh chị em nam giới là rất thích. Một người khỏe là hai người vui cái món này. Chờ một tí là được xong rồi. Tôi thì đói bụng đấy. Mình trước mình đói ạ. Có lần ngồi đây ngồi nhìn trứng vịt lộn là cái tiếp theo rồi. Này có thể là rất là đơn giản, có thể ai cũng làm được, anh mình làm ở nhà. Nếu mà anh mình mà không ai có thời gian, không có điều kiện mà nếu mình ăn ngon thì mình nếu ở gần đây thì mình có thể đi trực tiếp quán. Đấy, đây ông chủ đấy. Ông chủ này chưa có vợ đâu. Đấy, cho mọi người tí có số điện thoại kia thì mọi người nếu ai mà ấy thì cứ alo. Nó chưa vợ, tiếp vợ nghe thế tao phải tối vợ xem thì đỡ. Ăn đều cái nó mà nó bị cái. Bếp nướng này là ý rồi, là bếp này là nếu mà mọi người muốn làm thì bên ngoài họ có bán. Bây giờ là sau 5 phút rồi, tất cả là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95,
anh em mình là món chuẩn bị độ nướng. Đấy, đã ok của ngày xong. Đây nước sốt rồi nhá. Mời mọi người. Ăn này. Ăn này có nóng không này? Rất ngon ạ. Rất thơm. Mình ăn cái món này nó có vị ngọt ngọt, chua chua này. Mùi của nó găm nó thơm, nó không như cái trứng nục mà bên ngoài kia. Bên nước ngoài nó hảo chưa? Hảo chưa là ăn ngon này. Trên mình ăn cái món này chúng mình lộn này thì không thiếu được món cay cay của người ạ. Hết rồi. Quá nhé. Đây là các bạn giáo được anh em về nhé nhé. Vâng, không quên. Đúng rồi đấy. Này em chủ đến giao lưu này. Biết là rất là bận rồi, nhưng mà anh em này cố gắng lên đây là rất là kỳ ngoài. Anh nhé, em dùng đi nhé. Rượu ngon. Tiếc là có hai anh em rồi. Mùi ngon của bạn Việt. Cái gì nhỉ? Áo ạ. Có cổng đá. Ôi mà được uống lắm rồi. Em được chứa đau lưng ở đây mày. Có đau lưng thì cho em thích uống. Mình thấy tưởng là thua nhé. Mình chứa thì mình háo. Thua chứ em cái ngái quá nó nặng cái đồ lên. Phát triển cái đồ lên. Quên rồi à? Là 4 quả, em sao ăn phải ăn 4 quả. Nó đủ chất. Giống anh cái lần thao biết cái bữa thật no lâu lắm nhá. Ui, làm mấy chén tuyệt tịch nhá nhỉ. Em mà hồi, trước. Bốn cái đêm rồi ạ, ăn quả trứng mà hết chai rượu này là hơi bất đi. Chỉ là chợ Chu Định Hóa mọi người nhá. Nếu mà chị em và bạn bè mình mà gần gần đấy thì nếu có thời gian thì qua đây là cứ thưởng thức. Đó, trong nghe tôi cảm thấy như vậy, mặc tay cầm mùi măng, anh cũng thưởng thức được. Bây giờ thì mình rất là ngon.
thứ hai. Ông chú ơi, quán mình có ship không ông nhỉ? Ông chú ơi, quán nhà mình có ship đúng không anh? Có, toàn thành định hóa luôn. À, toàn định hóa luôn à? À, số điện thoại nhà mình là bao nhiêu anh nhỉ? Số điện thoại 0862-869-313. 0862 à? 869-313. Anh tên gì nhỉ? Vâng, ngay cái điện thoại các bạn, mọi người nếu mà số điện thoại trên thì nếu mà cần chip thì cứ alo số điện thoại trên là có thể ship tận nơi luôn. Bây giờ là phát triển rồi, anh cứ nằm ở nhà thôi, có đồ ăn đến rồi. Thì mong sao là cơ sở mình sau này có thêm vài cơ sở nữa mở phát định hóa này để cho tất cả anh em mọi người.